Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp, chúng ta cùng nhau thực hiện món bánh ít, khoai môn, dừa, đậu xanh. Cách làm thật là đơn giản, nhưng thật là ngon. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Để thực hiện món bánh ít, khoai môn, dừa, đậu xanh chúng ta cần có bột gạo nếp, đậu xanh, đường, khoai môn, dầu ăn, dừa sợi, gừng, lá dứa, lá chuối và muối. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông sẽ sử dụng 500g bột gạo nếp, 250g đậu xanh, 350g đường, nửa củ khoai môn, 50g gừng, dầu ăn 200ml. Bây giờ Thông sẽ lấy 250g đậu xanh, đem rửa sạch và ngâm trong nước. Nửa củ khoai môn Thông sẽ bào sợi. Và sau khi bào sợi, Thông sẽ hong cho nó ráo lại như thế này. Cả nhà biết không, ở châu Âu, Đức Quốc không có khoai môn tươi. Vì vậy Thông phải mua khoai môn đông đá. Và Thông đã bào sợi và hong cho nó ráo lại như thế này đây. Gừng Thông đã gọt vỏ và Thông cắt ra từng khúc như thế này. Để một chút xíu nữa mình cho vào nồi nước đường cho nó thơm. Và lá dứa Thông sẽ cắt nhuyễn, xay, nát và Thông sẽ lọc lấy nước để trộn vào bột cho nó thơm. Đậu xanh sau khi Thông đã ngâm 3 tiếng, tráng sạch và bây giờ Thông cho vào trong nồi. Thông đổ nước vào, bật bếp lên. Và Thông cho vào trong nồi đậu xanh, nửa muỗng cà phê muối. Đậy nắp lại và chờ cho nồi đậu xanh của Thông sủi những bọt trắng. Và khi nồi đậu xanh của Thông đã sủi lên những bọt trắng, Thông sẽ chắt nước. Và ngày hôm nay Thông cần đậu xanh nhão nên Thông để nước hơi xâm xấp với mặt đậu xanh. Và Thông giảm lửa. Và chờ trong 15 phút. Chờ cho nồi đậu xanh chín, bây giờ Thông sẽ lấy lá dứa ra. Thông cắt nhỏ và cho nước vào xay để Thông gần mùi thơm của lá dứa. Và sau khi xay nát lá dứa, Thông có được 150ml nước lá dứa. Cả nhà ơi, bây giờ Thông sẽ chia sẻ với cả nhà cách nấu nước đường để pha vào bột nếp làm bánh nhé. Thông cần 350g đường. Đường Thông sử dụng là đường bio, đường này là nó chưa có tẩy trắng. Và Thông cần 250ml nước. Thông sẽ đổ vào trong nồi. 50g gừng Thông đã gọt vỏ và thái khúc, Thông cũng cho vào trong nồi luôn để Thông nấu lên cho nó ra mùi thơm. Bây giờ Thông sẽ đem nồi nước đường này đặt lên bếp nấu cho nó sôi lên nhé. Một bên là nồi nước đường và một bên là nồi đậu xanh. Thông chỉ còn 2 phút nữa là nồi đậu xanh của Thông sẽ xong. Và nồi đậu xanh của Thông đã chín rồi. Bây giờ Thông thử xem nồi đậu xanh của Thông như thế nào nhé. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn nồi đậu xanh của Thông này. Nó mềm đều hết trơn rồi đó. Rồi bây giờ
Thông sẽ đem nồi đậu xanh này của Thông, Thông sẽ xào lên với đường và dừa tươi. Thông cần một cái chảo và Thông sẽ đổ nồi đỗ xanh của Thông vừa mới nấu chín xong vào trong chảo. Và Thông sẽ cho vào chảo đỗ xanh của Thông một muỗng súp rưỡi. Thông sẽ xào chảo nhân này. Và trong lúc xào, Thông sẽ cho một muỗng súp dầu ăn vào. Và Thông sẽ cho dừa sợi vào xào chung. Và tùy theo khẩu vị của từng gia đình mà chúng ta nêm nếm để cân bằng âm dương trong ăn uống, thì Thông cho thêm vào đây nửa muỗng cà phê muối. Thông sẽ xào cái chảo nhân này cho nó quyện lại với nhau, dừa và đậu xanh nó sẽ quyện lại với nhau. Cách nấu đậu xanh này rất là đơn giản, cả nhà có thể nấu nó nhão cũng không sao cả, tại vì khi mình đem xào lên với đường và dừa tươi, trong thời gian mình xào thì đậu xanh của mình nó cũng xe lại, khô lại. Wow, chảo đậu xanh của Thông ngon quá, thơm ơi là thơm, thơm mùi dừa tươi này. Thông vừa mới mang đậu xanh lên cho bà xã Thông thử coi độ mặn ngọt như thế nào. Thì vợ Thông nói rằng là hôm nay làm bánh nhân hơi ngọt một chút đi. Vì vậy, theo lời của sếp, em cho thêm nửa muỗng đường nữa vào. Hồi nãy là Thông đã cho một muỗng rưỡi súp đường rồi, bây giờ Thông cho nửa muỗng nữa, tức là chảo nhân này Thông cho 2 muỗng súp canh đường và nửa muỗng cà phê muối. Bây giờ chảo nhân của Thông đã xong, Thông tắt bếp và chờ cho nó nguội. Và sau đó Thông sẽ chia nó ra và vo lại thành từng viên để mình làm nhân. Bây giờ Thông qua nồi nước đường của Thông đây. Nồi nước đường của Thông đã sôi rồi, bây giờ Thông sẽ vớt gừng ra và Thông sẽ mang qua bên kia để Thông trộn bột. Nước đường cũng thơm lừng luôn, thơm mùi gừng. Thông sẽ đổ bột vào trong âu. Và bây giờ Thông sẽ cho nước đường nóng vào trong âu bột này. Cả nhà cho nước đường nóng vào luôn nhé. Mình nhồi bột bằng nước đường nóng. Thông nhắc nước đường từ bên bếp qua rồi đó. Bây giờ Thông sẽ quậy bột từ từ. Thông đã cho hết nước đường vào trong âu rồi. Nếu ở nhà của mọi người ai có cái máy đánh bột thì chúng ta dùng bằng máy. Vì có nửa kilo bột gạo nếp thôi, dùng máy nó cầu kỳ quá, mất công lại phải rửa nữa. Cho nên là Thông cũng muốn chia sẻ cách nhồi bột để cho cả nhà cùng nhìn Thông làm luôn. Rồi, bây giờ Thông phải đeo găng tay vào để Thông nhồi cái bột này nhé. Bây giờ Thông phải đeo găng tay vào đây. Và cả nhà nhớ nhồi kỹ cho Thông. Cũng hơi lâu đấy, nhồi cái thời gian cũng hơi lâu đấy. Mà mình nhồi càng lâu chừng nào thì cái bánh của mình khi thành phẩm rồi nó sẽ ngon chừng đấy. Rồi, trong lúc Thông nhồi như thế này, Thông sẽ cho
nước lá dứa. Bây giờ cả nhà cùng nhồi bột lên không nhé. Bột của thông nó gần mịn rồi, nhưng mà thông vẫn phải nhồi. Rất là mịn. Và bây giờ mùi nước đường, gừng và lá dứa nó thơm rồi đó. Cả nhà cứ kiên nhẫn nhồi cho thông nhé. Mình nhồi kỹ chừng nào thì cái bánh của mình ra nó sẽ ngon chừng đấy. Và bây giờ Thông sẽ cho những cái khoai môn mà Thông đã bào sợi cho vào trong này. Thông nhồi chung với bột nếp. Và để cho phần bột gạo của Thông thêm phần ngon và bóng mượt hơn khi mình hấp bánh, Thông sẽ cho vào đây 2 muỗng súp canh dầu. Thông cho 1 muỗng vào và sau đó Thông nhồi tiếp. Cả nhà nhìn thấy thau bột của Thông nó bắt đầu nó mịn màng rồi phải không ạ? Phải chịu khó khi mà mình nấu ăn, lúc nào mình cũng phải chậm rãi, chịu khó, phải tập trung vào. Mình phải tập trung vào công việc của mình làm thì Thông bảo đảm với cả nhà là việc gì cũng thành công. Rồi Thông cho thêm 1 muỗng nữa vào. Thông nhồi tiếp. Và thau bột của Thông đã hoàn tất. Bây giờ Thông sẽ đi qua bên chảo đậu xanh và Thông sẽ chia đậu xanh ra thành những viên nhỏ để một chút xíu nữa mình gói vào trong bánh cho nó nhanh. Và bột nếp của Thông đã nhồi xong rồi đây. Bây giờ Thông sẽ cho bột nó nghỉ nhé. Bây giờ Thông sẽ đi qua Thông nặn nhân đậu xanh. Đậu xanh Thông đã vo lại thành từng viên như thế này đây. Và bây giờ Thông sẽ chia sẻ với cả nhà cách xếp lá để một chút xíu nữa mình gói bánh cho nó nhanh và đơn giản. Tức là Thông sử dụng 2 cái lá chuối. Lá ngoài mặt bóng Thông quay ra ngoài và lá bên trong mặt bóng Thông quay vào trong. Và lá bên trong nhỏ hơn lá bên ngoài. Và 2 cái lá mình sẽ để khác chiều nhau. Một cái là chiều dọc như thế này và một cái một chiều dọc như thế này. Và Thông đã chia ra các lá đều như thế này đây. Một chút xíu nữa là Thông chỉ gói thôi. Rồi bây giờ Thông sẽ mở nắp cái thẩu bột Thông đã nhồi xong rồi. Và để cho các bánh ít của mình nó có cái trọng lượng bằng nhau thì thôi tốt hơn hết, mình nên cân nó qua một cái đi ha. Rồi, như Thông vừa cân, khi một cái bánh thành phẩm nó sẽ nặng 100 gram, tức là 1 lạng. Và cả nhà biết không, khi mình làm cái bánh này đó, nó rất là đơn giản, nó còn đơn giản hơn cả chè trôi nước. Tại vì chè trôi nước á, mình nặn không khéo là nhân nó phòi ra khi mình luộc nó lên, nó không ngon. Nhưng mà cái này nó không quan trọng, tại vì cái này mình hấp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có cái lá chuối bọc lại rồi. Bây giờ Thông sẽ làm cho cả nhà cùng xem nhé, rất là đơn giản. Đây, mình vê bột cho nó rộng ra. Và sau đó mình lấy một viên nhân, mình để nó lên như thế này. Đó, và mình túm nó lại thôi. Đấy, vậy là xong rồi. Đơn giản không? Rất là nhanh. Đó, mình cứ túm nó lại từ 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 từ. Túm nó lại từ từ như thế này thì nó sẽ kín lại. Và trước khi mình gói bánh thì mình sẽ nhúng tay vào cái chén dầu hồi nãy Thông nói đó. Đó, và mình sẽ thoa cho nó đều.
mình sẽ thoa vào cái viên mình vừa mới nặn xong đó. Mình thoa dầu vào như thế này để làm gì? Để một chút xíu nữa khi mình hấp lên, mình lấy bánh ra, cái bánh của mình nó không có bị dính lá. Và bây giờ cái điều quan trọng hơn là cả nhà nhìn thông gói bánh, cái này mới là cái quan trọng này. Nếu mà mình không không làm khéo thì cái bánh của mình nhìn nó sẽ không đẹp đâu. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng nhìn thông gói bánh nhé. Rồi, Thông đã vê nó lại rồi, đã tròn rồi. Bây giờ Thông lấy lá chuối ra nè. Thông sẽ để lá chuối như thế này. Đây, Thông để như thế này. Ok. Thông sẽ cho nhân vào bên trong như thế này. Thông sẽ gấp nó lên như thế này. Và cái ở này Thông lại gấp ngược lại nó như thế này nhá. Rồi cả nhà để ý cho Thông này, Thông sẽ ấn cái đỉnh của nó, Thông ấn cái đỉnh của nó như thế này thì cả nhà thấy nó sẽ ra cái hình tam giác không? Thông ấn nó vào nhá, Thông ấn nó vào như thế này, Thông ấn nó vào như vậy thì cả nhà sẽ thấy nó ra một hình tam giác này. Rồi bây giờ Thông sẽ bẻ một cạnh xuống, Thông bẻ hai cạnh xuống. Đây cả nhà nhìn Thông này, bây giờ Thông sẽ bẻ một cạnh xuống này, Thông vuốt này, Thông bẻ thêm một cái cạnh nữa xuống này nhá. Rồi bắt đầu Thông sẽ quặp nó vào đây, và bên này Thông bẻ lại, Thông bẻ lại, Thông quặp nó vào đây. Đây cái bánh của Thông nó như thế này đây. Rồi bây giờ Thông sẽ làm cái thứ hai cho cả nhà xem nhé. Thông sẽ lấy bột, rồi Thông sẽ vo nó lại, Thông cho nhân vào và Thông sẽ vuốt. Rất là đơn giản. Và sau khi bột nếp đã bọc nhân lại rồi thì bây giờ Thông sẽ nhúng cái viên này vào trong dầu ăn. Thông sẽ vê nó cho dầu ăn bám đều lên trên. Đây, Thông để chén dầu ăn đây cho cả nhà nhìn luôn. Thông sẽ vê dầu ăn vào đó cho nó bóng hết cái viên bánh ít. Và Thông dùng lá chuối, mở lá chuối ra để viên này ở giữa lá chuối cả nhà nhé, giữa lá chuối này. Và mình sẽ gấp nó lên. Rồi bây giờ đây đó, Thông muốn cho nó đẹp, Thông gấp nó xuống như vậy một chút, tại vì nhìn nó không có bị nó có cái gờ nó đẹp hơn. Rồi Thông sẽ để nó như vậy, Thông bẻ góc như thế này. Ok, một gấp vuốt, hai gấp vuốt, và đến đây bẻ quặp nó lại, một gấp vuốt, hai gấp vuốt, và đến đây bẻ quặp nó lại. Đây một cái bánh ít của Thông đây, hay bánh ú gì cũng được đấy. Đây cả nhà nhìn đẹp chưa đấy, rất là đẹp phải không ạ? Rồi bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông gói nhá. Và Thông còn có hai cái bánh nữa thôi, bây giờ Thông làm lại một lần nữa để cả nhà cùng xem cách Thông nặn bánh nhé. Bây giờ Thông làm như thế này, cho nó rộng ra, Thông cho nhân vô và Thông sẽ tém nó lại. Nó có rất là nhiều kiểu, cả nhà có thể làm như vậy cũng được, cả nhà có thể làm như vậy cũng được. Miễn làm sao để cho bột gạo nếp nó phủ cái nhân của mình. Sau khi nó phủ xong rồi, chúng ta nhúng vào trong dầu. Và chúng ta vo nó lại cho dầu dính đều trong cái viên bánh ú như thế này và lá chuối. Mở nó ra, mình đặt vào giữa cái lá chuối như thế này nhé, mình đặt nó vào giữa và ở dây mình gấp nó lên, mình gấp nó lên và ở trên này mình bẻ nó xuống đấy. Cái này là thông điệu này, thông điệu Thông làm như vậy, chứ còn đúng là người ta làm như vậy cũng được, nhưng mà thôi tại sao không, ăn bằng mắt mà, thì bởi vậy là mình phải làm cho nó đẹp đấy. Rồi ngon hay không ngon gì cái đó tính sau. Rồi bây giờ cả nhà nhớ Thông này, đây là cái điểm này ở giữa lá chuối này, mình phải giữ cái điểm này nhé. Đây, giữ nó lại nè. Và bắt đầu mình sẽ vuốt một góc, vuốt hai góc, bẻ quặp lại. Bên này cũng vậy. Một, hai, bẻ nó lại như thế này. Và chỉnh chu lại cho nó gọn gàng. Rồi,
Đây, cả nhà nhìn thấy xinh chưa? Xinh dư mộng luôn. Thông sử dụng 500g bột nếp, 250g đậu xanh, 350g đường và Thông đã được thành phẩm là 18 cái bánh ú. Đây, bánh ít, bánh ú gì đây? Đấy, Thông không biết. Thì cả nhà, tùy cả nhà đặt tên. Bây giờ đây, Thông chất nó vào đây nhá. Rồi Thông quay phim cho cả nhà xem này. Nhìn này, rất là đều đặn đẹp không ạ? Rồi, bây giờ Thông sẽ xếp bánh vào trong chõ và mình sẽ đem đi hấp. Và cả nhà nhớ dùm Thông là khi mình xếp bánh á, cái phần này nó hở như vậy đó, cả nhà đừng có ngửa lên trên. Cả nhà mà ngửa lên trên á, thì nước nó sẽ chảy vào trong này, nó làm cho cái bánh của mình nó bị nhão. Nên cả nhà quay cái mặt này xuống. Và nhớ là mình xếp như thế nào để cho các cái phần đằng sau như vậy này nó không có bung ra. Đấy, thì Thông không biết là tùy từng cái nồi hấp của mỗi gia đình nó khác nhau. Vì vậy là cả nhà cứ làm sao mà cho nó thật là đều đặn, nó tiện lợi thì cả nhà làm. Rồi bây giờ để Thông xếp bánh vào trong chõ hấp rồi Thông sẽ hấp nhá. Rồi, bánh ít khoai môn, đậu xanh, dừa tươi của Thông đã xếp vào trong chõ rồi. Và bây giờ Thông sẽ hấp cái sừng bánh này với 1 tiếng 30 phút. Thông muốn làm cho nó kỹ là tại vì khoai môn của Thông đã xe nó khô. Vì vậy mình phải cần thời gian cho khoai môn nó nở ra. Bây giờ Thông xin hẹn cả nhà vào 90 phút sau nhé. Thông đi hấp bánh đây. Nồi bánh của Thông hấp 90 phút đã trôi qua. Bây giờ Thông sẽ tắt bếp và mang bánh ra để cho nó nguội. Cả nhà thân mến, cả nhà muốn những cái bánh ít của mình ngon, cả nhà hãy làm trước một ngày và để cho nó nguội, thì Thông bảo đảm cái bánh ít của mình sẽ ngon tuyệt vời. Bây giờ Thông sẽ mang bánh ít để cho nó nguội. Cả nhà ơi, bánh Thông đã để qua một ngày rồi đây. Bây giờ Thông bóc thử một cái cho cả nhà xem nhé. Wow, tuyệt vời chưa? Đây, rất là thơm, rất là ngon. Rồi bây giờ Thông sẽ để lên trên đĩa và Thông sẽ cắt. Mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. Tan tan. Cả nhà ơi, đây là món bánh ít khoai môn dừa đậu xanh của Thông đây. Rất là ngon cả nhà. Thông vừa mới cắt ra và Thông ngửi thấy mùi của lá dứa, của đậu xanh, rồi thơm mùi gừng và một chút xíu những cọng dừa sợi, rất là ngon. Và Thông cũng xin chúc cả nhà sẽ thành công với món bánh ít khoai môn dừa đậu xanh này nhé. Cả nhà thân mến, vừa rồi cả nhà đã cùng với Thông vào bếp để hoàn tất xong món bánh ít khoai môn dừa đậu xanh. Cách làm thật là đơn giản phải không ạ? Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Thông. Và để ủng hộ kênh của Văn Phi Thông trên YouTube, xin cả nhà hãy like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo nhé. Thông xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!